Dần dần châu Á đã đi vô ba, hai tay tao phi đô la. Mấy em gái phải đứng xếp hàng vì tưởng tao cháu của Tokuda. Tao chọn là quan thiều tùy, cưng khoái cứ kimochi. Dù có to có bé thân hình nhỏ nhẹ như em loli. Quay trên beat của Vina House, hotel vào 5 star chứ không phải đi 3 sao. Xin lỗi nó hơi bị to nên làm cô bé em đã rời. Không muốn mình phải xa nhau, kim đâm vào thịt làm da đau. Thịt đâm vào thịt thì nhớ nhau cả đời. Đêm nay ăn uống no say cứ bay lên đi như ngầu du. Anh với em về tới khuya nay xong hai đứa mình hãy giao lưu. Kiểu bong bóng mà em thích chơi, đồ cũng con nít chơi. Chỉ cần em nói mình muốn hít hơi thì nó chả đáng là bao xù. Anh thì không có gì ngoài điều kiện với cách tiêu tiền. Em điêu luyện với cách yêu mạng, em mới phát hiện hay máu di truyền. Em nói mình không phải tùy tiện, sao mới gặp anh em đã đi liền. Mình gọi lái được máy bay, còn thằng kia jet nó lái phi thuyền. Dần dần châu Á đã đi vô ba, hai tay tao phi đô la. Mấy em gái phải đứng xếp hàng vì tưởng tao cháu của Tokuda. Tao chọn là quan thiều tùy, cưng khoái cứ kimochi. Dù có to có bé thân hình nhỏ nhẹ như em loli. Quay trên beat của Vina House, hotel vào 5 star chứ không phải đi 3 sao. Xin lỗi nó hơi bị to nên làm cô bé em đã rời. Không muốn mình phải xa nhau, kim đâm vào thịt làm da đau. Thịt đâm vào thịt thì nhớ nhau cả đời. Đêm nay ăn uống no say cứ bay lên đi như ngầu du. Anh với em về tới khuya nay xong hai đứa mình hãy giao lưu. Kiểu bong bóng mà em thích chơi, đồ của con nít chơi. Chỉ cần em nói mình muốn hít hơi thì nó chả đáng là bao xù. Anh thì không có gì ngoài điều kiện với cách tiêu tiền. Em điêu luyện với cách yêu mạng, em mới phát hiện hay máu di truyền. Em nói mình không phải tùy tiện, sao mới gặp anh em đã đi liền. Mình gọi lái được máy bay, còn thằng kia jet nó lái phi thuyền.